Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft thử thách ngày tận thế zombie. Dù các bạn đi bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào, chỉ có mỗi mình zombie mà thôi. Và đây là những con zombie có những sức mạnh rất là đặc biệt, khác với những con zombie bình thường. Liệu tụi mình có thể sống sót và giết được rồng để hoàn thành trò chơi hay không? Các bạn hãy xem đến hết video giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, trong thời gian vừa qua, mình biết được là chỉ có 1% người xem của mình là đã ấn nút đăng ký. Có nghĩa là 99% những bạn còn lại hiện tại xem video của mình chưa ấn nút đăng ký. Nên là nếu các bạn thích video clip này, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Bắt đầu rồi. Đây có làng này. Ui, có làng này. Ôi, cái này đỡ hơn cái trước nha. Cái này đập cái ra gỗ, còn cái đập cái ra nguyên cái con quỷ quýnh nó chết luôn, lấy được cái gỗ. Thằng lấy đủ đá rồi này. Ta sẽ biến game này thành easy game nè. Thằng nào lấy? Thằng lấy đất. Các bạn chế tạo ta rồi. Lấy đất. Bạn chế tạo của anh mà. Không, thằng chó nha nó lấy bạn chế tạo của em. Đâu? Hồi nãy tao mới đặt bạn chế tạo ra đây xong. Nhưng mà tao không mày... có trong người tao nè. Nếu bây giờ tao giết mày sao, tao giết mày nó ra rồi sao? Thì tao có đâu, tao mới chế. Tên làng kiếm đồ ăn cái anh trai. Làng luôn mà. Cái làng này có gì vậy? Ui. À làng chắc này... là do nó nên làng bảo quan anh ơi. Ồ. 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 Nó lẹ đó. Xế rồi. Ủa, có cái giường luôn bay. Có giường nè em, làm được một cái giường. Đây được cái nè. Đây cái giường này nè. Dùng hết giường cho bay luôn đi. Để dành đánh rồng các bạn. Đánh rồng cho nhanh nè. Ủa trong đây có cái hang bự vậy? Hang bự nè. Bảo ơi. Bảo ơi đâu? Ủa? 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 Chưa bao giờ thấy cái hang kiểu như thế này bao giờ. Anh luôn là trước khi zombie tới nè. Anh zombie này hơi bị căng kinh khủng nè, đó. Nè, em chỉ làm một lần thôi nha Bảo. Đâu? What the jump man. Ôi, tưởng gì? Ôi, jump ba. Jump ba. Bánh con. Tại ai? Làm một lần thôi. Được hay không tính tiếp thôi. Đấy. Qua luôn á chứ. Xanh full giáp sát luôn rồi Bảo. Qua. Nó là chờ chậm thôi. Đây có cái lò này. Lò này chất lượng nè. Khung sắt hơi bị nhanh luôn. Đem lên là ui. Ôi con này zombie mặt nhìn kỳ đá vậy. Ôi có cái zombie. Ôi zombie Terminator nè. Zombie cưỡi nhau rồi. Ui con zombie slime nó kìa quả chữ. Ôi nhiều zombie vậy. Vãi chữ. Ủa nó nhảy lên kìa quay. Con này mới nhảy này. Vãi chữ. Ui. Đánh không? Hai con zombie đang cưỡi nhau này. Em chế ba cái khi nghe. Em chế ba cái khi nghe. Ok. Không được. Mà em chế hai cái thôi. Ủa hai cái hả? Ui con này. À con này con trâu. Con tăng cơ. Rồi. Ui sắc đây quá trời luôn này. Ba ơi. Nếu mà nó đẩy cái thằng kia thì sao nhỉ? Đây. Chưa đẩy nữa. Trời. Chê hạt. Đó quăng cái khi nha mình kìa trời. Ui zombie này nhảy. Ui vãi. Đó nó rồi zombie cái đầu slime nó biết nhảy á. Nhảy cao vãi. Nó mém nhảy lên bằng anh luôn á. Rồi. Trời ơi. Gì? Đồ sắt quá trời còn lấy thêm sắt. Đồ không. Cái này là đồ cái này mày. Lấy cho anh em. Ây da. Ơi bị quê rồi đó. Thằng em thì không có gì hết, anh thì full đồ. Anh chơi kìa anh. Con này có zombie gì? Chưa gì đâu. Anh trai. Ui, ui ninja. Phải chữ ninja. Ủa, ninja Fortnite à? What you say to me you little shit? Fortnite. What the f. Ui zombie con. Ui zombie con thì nó sẽ trâu không? Nó còn nó có trâu không? Ui. Ui. Nó mặc giáp kìa. Vai. Zombie con trâu vậy. Trời ơi, em chơi vậy. À thôi, không sao, kệ đi. Huy chơi vậy. Mà. Chết anh rồi. Đây. Không đóng là ba mà xài thoải mái đi. Oh no. Ôi. Xong đem cái lò xuống luôn đi. Sao cái gì mà tôi nói zombie này đâu? Quá hay, chồng ba luôn này. Gì chồng ba luôn? Ừ. Đâu? Anh muốn xem zombie. Lên đây. Đây, để anh lên mặt đất đây. Anh lên mặt đất anh coi xong đi xuống. Cái gánh này. Ta phải cho khán giả coi chứ. Ok, khán giả luôn. Một con. Uầy. Tu 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 tu
Ôi ơi ơi, gì đây? Ôi da, ôi da. Con này trâu vậy. Ôi, có con zombie đằng kia là con zombie gì vậy? Zombie này có vẻ nhìn có vẻ vui. Con này có gì? Từ từ. Ô, zombie này phân thân ra hai con nữa. Kinh. Lắp đá lên đi, nguy hiểm không mày ơi. Mình phải sống một cuộc sống mạo hiểm thì mình mới trưởng thành sớm được. Đúng không? Ủa, à đúng rồi. Thôi quê nhưng không sao. Ai còn gỗ không Bảo ơi, cho em xin ít gỗ của Bảo. 19 cột, xuống dưới mình đi còn lấy thêm. Trời ơi. Đi chơi ha ơi. Yeah. Ôi ơi. Ôi. Wow, the fortress. Wow, nó sắc bờ luôn. Nó sắc bờ luôn. And yes, big game. Let's go. Vàng đâu, vàng đâu, vàng đâu, vàng đâu. Không có vàng, không có vàng. Mày có 8 cục vàng mà. Đây 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 đây. Quăng luôn, quăng luôn, quăng xuống đất luôn, quăng xuống đất luôn, quăng xuống đất luôn. Quăng hết luôn. Lấy. Ờ đà 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 xuống. Đây rồi, lấy thêm vàng rồi. Sao chỗ này không có vàng vậy? Ui, chỗ này nghi lắm nha. Đây rồi. Con Huy nè nên không có. Ôi! Hên. Cười cái gì? Anh cười cái gì? Cái sọ này nguy hiểm lắm, đập một lốc là rớt hết cả đám. Hết cả đám. Ôi! Ui! Rồi 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 rồi. Rồi không có thằng rớt đó, có thằng rớt đó. Trời! Vứt hết đồ ra chưa? Không 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 sao sao đồ đồ em rớt một xíu nhưng mà vẫn còn đồ. Ủa chứ. Con này lấy vàng á. Ấy tao cho 8 cục nè, 8 cục NP nè. Ừ, em 2 cục, 4 cục nữa. Là 12 rồi, lần nữa rồi 12, đi. 12 rồi, 12 rồi. Obsidian nè. Lần nữa rồi đi. Hay là bây giờ chia chia team qua bển trước đi, chia team qua bên kia lấy trước đi. Để đây vô vô. Đánh trở lại. Rồi, lên luôn. Gãy cúp luôn. Yeah. Làm gì các bạn chế tạo đâu? Phế mà phế, trời ơi luôn á. Trời ơi, ông ở đây 4 cái, ông chịu đem cái đi. Cắm đầu cắm cổ chạy. Ui, chụp chỗ ông play trên đây luôn em ơi. Vô đây chết không? Ui da. Chả hiểu sao cái thằng đi sau lưng nó lại là thằng ăn, ui lửa. chết tôi. Thằng đi sau lưng là thằng ăn lửa, thằng đi đằng trước nó không dính lửa mới đâu chứ. Game lỗi mày. Nó chịu rồi kìa. Một. Yeah, em nhặt được bla ye rồi. Chết rồi má ơi, năm con quá. Trên Minecraft kêu gì vậy? Má ơi, sắp chết tôi rồi. Trời cái này nhiều lắm nha, nhiều lắm. Lui dây. Bây giờ có bao nhiêu cục rồi? Anh đi đâu? Anh đã lấy đủ ngọc rồi. Đi, đi. Ủa sao trong rương này có 17 viên rồi? Đi về luôn, về luôn. Chuẩn bị đối mặt với zombie này. Oh, zombie nè, ninja nè. Ôi, chỗ đây có mấy con zombie nha. Ui, con zombie con nó nhảy cao rồi. Nhảy cao đi. Yeah, 16 cục. Đi thôi. Đâu? Yo. Hướng này. Ôi, sao lưng rồi bạn ơi? Sau lưng là sao? Ôi, zombie gì? Đeo kính 3D. Ui, xin lỗi. Mấy anh em tao hip hop nè. Mấy anh em tao hip hop. Ây, zombie nhuộm tóc. À không. Zombie mặc giáp. Ok, chết rồi. Ô! Gì vậy? Gì vậy? Ôi, con này nó hất tung. Con này hất tung. Đâu, đâu, đâu. Thử hất tung mình lên thôi. À, kiếm đánh nó. Ú! Nước hay lắm, lọt xuống rồi mới nước. Chậm tí làm gì căng. Biết nữa. Ôi ra sau lưng rồi, ơi, đi sau lưng rồi, quá rồi, đi qua rồi. Trời ơi, cá. Cá không. Cá. Đâu hướng nào vậy? Bể luôn. Chơi là bể luôn. Không, không có bể, không có bể. Chưa bể. Ấy. Người ra sau lưng rồi. Đi lại đi. Có gì ở đây luôn á. Tặng đi. Nước nào nhảy xuống luôn em ơi. Ui, các bạn. Châu. Đi châu. Ui. Hai con luôn. Phai. Đi chết. Rồi chưa? Nó xem chết rồi. Nó kêu nó bệnh rồi. Ôi, thấy rồi nè. Đâu? Zombie creeper. Anh thấy rồi. Anh tới đây. Wow! Phụ hi ha kìa. À đồ. Nhiều quá mày. Ờ, nó nhiều hơn. Thôi vậy. Ui, zombie, không thân. Mày nhau con. Lắc dốc mà lo chơi. Thôi không. Tốt quá, Huy đánh tốt quá. Đi Hà để bên rồi. Đi Hà để hồi nước của. Rồi. Free. Ok. Đi đâu? Chưa? Rồi, xô nước đâu? Xô nước của em đâu? Em chế đây hả? Có xô nước đâu? Chưa chế luôn kìa, trời ơi. Thằng này nó lấy sắt làm gì chế á. Chế đi bố ơi. Em có sắt đâu?
Ôi anh vô rồi. Ui sát bên cả đeo zombie luôn mày ơi. Anh lên từng chỗ ra đập cái kia luôn đi mấy bạn. Anh lên từng chỗ hả? Chứ giờ đánh sao? Ây da ây da. Rồi tạm biệt thế giới. Đó, cũng là mày nữa. Con là... Ender nó quýnh con Ender đây là gần nó quýnh tao. Ok ngon. Ừ đến lúc mày đặt lên đi con. Ừ mày xem ngon. Này mày hơi non rồi đó, có qua tàu rớp để làm gì. Nhưng mà chân nước tao đặt ở đó rồi, tao không có cầm được. Đặt đó làm gì? Đặt em đi lên từ từ, không có block. Vai ui không hiểu luôn. Bảo 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 bảo. Ui. Ok. Chết rồi. Ao thôi cuộc chơi nha. Ơi sao luôn rồi sao? No. Nửa máu. Còn cái cuối anh ơi. Đây. Cái đang lên đúng không? Có cái nước cuồng huy á. Đúng rồi anh đang lên đây mà. Ok anh lo anh vừa rồng nha. Ui. Ui cẩn thận anh ơi. Ui. Chuẩn bị kìa. Ui làm sớm quá. Đó đúng rồi. Giờ còn nửa máu á. Hả? Giờ còn nửa máu con đầu đó làm mình phải đánh tay á. Ờ giờ đánh tay. Bật khiên lên nha. Nhảy lên. Cái định mệnh bảy cấp rồi. Ui. Oh. Yes. Nice. Bum 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 bum